Nhìn thấy cái cỏ mà nó mọc tốt thế này ha, thì mọi người sẽ nghĩ là ông chủ vườn ông lười biếng, vườn thì như cái này nọ ha. Nhưng mà thực sự là để cái cỏ như này mới là đúng. Đúng ở đây là đúng với cái đất này, cái cỏ Mỹ này này. Đây thì mình xin lỗi là có nhiều người gọi cái cỏ này theo nhiều tên khác nhau. Quen thuộc từ nhỏ giờ thì mình gọi cái cỏ này là cỏ Mỹ ha. Thời cỏ là đuôi chồn đuôi chiếc thì nhưng mà mình hay gọi nó là cỏ Mỹ. Mỗi người có cái gọi khác nhau, đôi khi nó vì một cái chi tiết nhỏ thôi chúng ta cũng bắt bẻ nhau cũng đấy. Thì tại vì mỗi tên gọi thì do con người ta tự đặt ra, giống kiểu là cái chỗ thì gọi cái ly, chỗ thì gọi cái chén, chỗ gọi cây mì, có gọi cây sắn đó. Thì ở đây cái cỏ này nó rất là quý. Nó quý với cái đất cát này. Trước đây mình làm rất là nhiều vườn, người ta trồng lên rất là khó khăn. Có thể trồng trên đất cát, nhiều người bảo là trồng không thể nào trồng được cây sầu riêng. Nhưng với mình là có nước là trồng được. Tầng đất canh tác sâu tầm 2 mét cũng trồng được. Nếu tầng đất canh tác ở dưới đá ong, chẳng hạn 5-60 phân xuống thì có thể là trồng không được. Nhưng mà cái đất này thì cũng xung quanh đây cũng nhiều vườn rồi, là mọi người làm được. Cô chú anh chị rất là nhiều người hỏi em về cái đất cát, mọi người phải để cỏ nó tốt được như thế này này. Thì cái đất của mình nó càng ngày sau 2-3 năm chúng ta canh tác thì cái cỏ này cứ phát, hoặc là đến mùa khô nó mục ra thì nó sẽ tạo ra một cái sinh khối cho cái đất, và hai nó bảo vệ cái đất mình. Xung quanh cái cây có thể là cô chú anh chị phát, hoặc là khi cái cỏ này tốt chúng phát chúng ta tấp vào đây. Cái này là mới bỏ một lớp hữu cơ rồi là đắp lại, tại vì trước là đào cái mô lên thì cái mô nó nhỏ ha. Mọi người sẽ nhìn thấy cái cành này sẽ biết là trước rồi là nó cái mô nó nhỏ ha. Cái cành nó co này ha. Đấy, cái cành nó co lên như này. Đấy, các cái cành nó co lên vì do tưới nước và cái việc cái đất nó khô nóng, cái mô cái rễ nó ra nó ăn quanh cái khu vực dưới này thì lâm ra cái cành, cái rễ nó đâu đi xa đâu, nên là cái cành nó sẽ bị co. Nhưng mà khi mình đắp lên được cái này và sau này cái rễ nó ăn ra ngoài, những cái cành này nó đủ lực, nó nặng này, nó tự kéo xuống. Và những cái cành này chẳng phải cắt kích gì đâu. Chúng ta cũng chẳng cần phải bấm ngọn, bấm nghiếc hay là đeo viên gạch hay đeo chai nước sao. Chúng ta cứ để cho nó nặng xuống, bấm tỉa những cái cành nào không cần thiết. Ví dụ như là trong này, những cái cành này mình nói rồi, quan điểm, có nhiều người quan điểm khác nhau. Cành bơi này kia, cây này cành dựng xuống, dựng lên mới cắt, phải để cái bơi này. Đấy là trường hợp những cái cây nào nó yếu, nó suy, nó sắp chết rồi. Ở ngoài này không có lá nữa thì mình có vài cái bơi này, mình phải để cái bơi nó sống, nó nuôi cái cành nó sống đó ha. Chứ còn cái trường hợp cây nó tốt vậy, mấy cái này nó đâu có tác dụng gì đâu, nó chỉ phá thôi. Mình loại bỏ đi, đây, ba cành tăm này, loại bỏ cho nó qua. Trong này là cành này là cành cấp 1, thì cành này là cành cấp 2. Những cành cấp 2 nào có ích thì chúng ta để lại, còn không, bỏ. Và tưới nước, những cái cành nào xả xuống mặt đất, sau này trái chăn là không đậu được bao nhiêu. Tôi có cho được quả đi, tôi thì cái cành trên này nó cũng dư sức thì loại bỏ đi, tưới nước cho nó dễ. Đó. Đây cô chú anh chị nhìn thấy cái đất này. Đây là cát chứ không phải là đất nhá. Cát ấy. Và mùa khô nó rất là nóng. Ngay cả chuyện mà những cái vườn như này là năm nay sẽ làm bói. Làm bói mà nếu mà cái đất này mà nó nóng nó khô, mà khi mà chúng ta xiết nước, tôi cứ nghĩ phải 5-7 ngày mà không nhấp nước, nó khác với cái những cái đất tốt hơn, độ ẩm tốt hơn. Cái này nó khô 2 tiếng đồng hồ và trời nắng là nó khác hẳn. Thì mọi người vẫn hãm nước nó, nhưng mà khi mà đất nó quá khô là chúng ta phải tưới sơ lại phải 2-3 ngày, 3-4 ngày. Chúng ta phải tưới nhấp lại để cho cái cây của mình nó tỉnh lại. Riêng ở đâu mình không biết, nhưng mà đối với cái đất này mà nếu mà mọi người mà xiết nước mà quá đà mà cái lá chân nó rụng xuống ấy thì khả năng ra bông rất là khó. Nó chỉ ra bông ở những cái cành già thôi. Cành già là những cái cành nhỏ, là cái cành mang trái kém, nhưng mà nó lại đó. Ví dụ như cành này hạn đây, cái cành này nó sẽ già hơn là so với những cành to này. Đúng ra cái cành to là cành lấy trái, cái cành này này đó. Nó sẽ ra bông trước đó. Cái cành này thì bỏ đi, trời này thì bỏ đi chứ để làm gì nữa trời đó. Bây giờ phải đi rửa hết cái cành bơi để đón cái cơi đọt này. Đón cái cơi đọt tiếp tục là nó ra một cái cơi mới. Giờ là vào phân. Vào
lấy cái cơi này ra, rồi mọi người sẽ tiến hành lân bọng này này kia và xử lý tạo mầm. Cái đấy em sẽ chia sẻ. Lá này lá bị nhện đỏ, lá này là nhện đỏ nó cắn ha, nó tàn dư lại vài lá. Đây là cái mông thon, cây này là cây gì 6. Nên là đất cát, em nói rồi, cô chú anh chị đã làm này thì mình phải tính về lâu về dài, làm sao mà phải bảo vệ được cái độ ẩm cho cái rễ của mình ra, đất nó mát. Đất nó mát thì rễ nó mới sống được. Này, cát, cát này xây nhà được luôn á. Tỷ lệ cát thì rất là cao. Sau này mình sẽ có cỏ, có phân hữu cơ mình bỏ xuống thì nó sẽ tăng cái phần hữu cơ trong cái này lên. Sau này cái cỏ Mỹ này mới nó phát là sẽ phủ hết xuống đây. Nhờ cái cỏ Mỹ này mình cũng cứu rất là nhiều vườn rồi. Năm nay làm bói nên là được coi như để tập sự, được trái nào thì được, ít nhất là có ăn, khỏi phải đi xin. Wow, đồng đều nó không có thì mình mới chăm lại. Đây là cây mù sương kinh. Mùa nắng cái này chỉ sơ sẩy và thiếu nước cái là cây sụi lơ luôn à. Lá yếu, đọt nó ra nó kém, sâu dày dễ, nên là cái việc giữ ẩm dưới đất rất là quan trọng. Có những khi phải tưới ban đêm với cô chú nhỉ. Đấy, đám cỏ đã phát cái cỏ này mới nó tấp vào đây. Mình làm bông làm trái làm sao thì làm, miễn là cái cây của mình nó vẫn khỏe là được. Có rất nhiều người đang trồng trên cái đất pha cát. Mọi người phải quan trọng cái vấn đề, điều quan trọng nhất đó là cái độ ẩm của cái đất đó. Rồi phân do này kia mọi người phải tính sau. Còn không có nước, không có đủ nước, không có biết cách để giữ ẩm đối với đất pha cát thì đừng có làm, thất bại. Những cái vườn trồng mới, cô chú anh chị trồng mới, chúng ta cũng có thể, nếu mà đã có cái nền, có cái đám cỏ nó sẵn như thế này, cô chú anh chị để in cho em vậy, sau đó chúng ta vẫn thiết kế rồi trồng vào. Sau đó là khi trồng xong chúng ta đi phát cỏ này để tủ ẩm ha, tủ càng dày càng tốt. Rồi sau đó là nó mục ra, trước khi tủ là mình lấy cái phân hữu cơ nở ấy, mình bón cho nó là vài ba ký gì đó, cây con thì 5 lạng ký, cây này thì thường thường cái này lúc mà tủ là ôi rồi là một cây này cũng cho 3-4 ký đó. Nhìn cái đất nó ớn không vậy mà vẫn cứ lên được tốt như này. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị.